Kính thưa quý vị, đánh bom tại Iraq tiếp diễn. Tin từ Baghdad, các vụ đánh bom ở Iraq trong ngày hôm qua đã làm ít nhất 24 người chết. Hai chiếc xe bom đã nổ tại một ngôi chợ ở Nasiriya, nằm cách thủ đô Baghdad theo hướng đông nam 300 cây số, làm hai người chết. Một chiếc xe bom nổ trong một ngôi chợ ở thành phố Kerbala, cách Baghdad theo hướng tây nam khoảng 80 cây số, làm 4 người chết. Một tên đánh bom tự sát tấn công một ngôi đền người Shai ở thị trấn Musayab, làm 4 người chết. Một chiếc xe bom đã nổ trong một ngôi chợ ở thành phố Kut, làm 5 người chết. Ba chiếc xe bom đã nổ liên tiếp tấn công các văn phòng của một đảng chính trị người Shai ở thành phố Basra, nằm cách thủ đô Baghdad theo hướng đông nam khoảng 420 cây số, đã làm ít nhất 8 người chết. Ông Abu Ali, một người dân địa phương, nói rằng lực lượng an ninh đã gia tăng các biện pháp an ninh tại các ngôi chợ, các ngôi đền. Khủng bố bây giờ nhắm mục tiêu vào thường dân. Một người khác nói, ông ta chạy đến hiện trường tìm người em, thấy em nằm chết trên mặt đất. Ba đứa bé cũng đã bị chết, trong đó có một em bé 4 tuổi. Không hiểu tại sao Chúa Trời và đấng tiên tri Mohammed lại để điều này diễn ra. Trong ngày thứ Bảy, hai vụ đánh bom một ngôi đền người Sunni đã làm 23 người chết.